Một ngày mới trên quê hương Điện Bàn. Từ những khu vườn đầy cây trái, các mẹ, các chị kiểu kiệt quăng gánh về ngõ chợ. Làng nghề ẩm thực Phú Chim thức giấc, những gánh mì, su xoa, bánh tráng hối hả tỏa về các ngã. Phố Vĩnh Điện lại nhộn nhịp còi xe và rực rỡ sắc màu. Nhưng rộn ràng hơn, sôi động hơn là dòng người chảy về các cụm, các khu công nghiệp trên địa bàn huyện. Điện Bàn cơ bản là huyện công nghiệp và đang vươn mình thành thị xã trong một tương lai rất gần. Trong lịch sử phát triển của xứ Đàng Trong, vùng đất Điện Bàn đã để lại nhiều dấu ấn khá đậm nét, là phên dậu phía nam của Tổ quốc, là bàn đạp để mở mang bờ cõi về phương Nam, là nơi tọa lạc của dinh trấn Quảng Nam, một trong những nơi khai sinh chữ quốc ngữ. Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Xuân từng nhận định Điện Bàn là vùng du lịch lớn trong dĩ vãng. Trong công cuộc hội nhập và phát triển, với vị thế trọng yếu là vùng kinh tế sôi động phía Bắc Quảng Nam, giáp ranh với thành phố Đà Nẵng, tiếp giáp với đô thị cổ Hội An, là trung điểm của con đường di sản thế giới Hội An Mỹ Sơn. Điện Bàn có nhiều tiềm năng và triển vọng để đưa ngành du lịch của huyện nhà trở thành ngành kinh tế đặc biệt, góp phần cùng sự phát triển chung của toàn xã hội. Điểm nhấn của du lịch Điện Bàn những năm qua là ưu tiên đầu tư phát triển tuyến du lịch ven biển. Trên 8 km bờ biển trải dài nối liền thành phố Đà Nẵng và đô thị cổ Hội An, cơ sở hạ tầng được chú trọng xây dựng. Các dự án du lịch được đưa vào khai thác. Bãi tắm Hà My, Điện Dương và Viêm Đông, Điện Ngọc được quy hoạch xây dựng, trở thành điểm du lịch hấp dẫn với bờ cát trắng, nước xanh và sạch đẹp. Các dự án khu nghỉ mát, khách sạn, sân golf lần lượt hình thành và đi vào hoạt động hiệu quả. Hàng triệu lượt khách mỗi năm đã giới thiệu với bạn bè thế giới về các khu du lịch, các điểm dừng chân đầy tiện nghi trên đất Điện Bàn. Một giờ Nam Hải đậm chất Á Đông và sang trọng. Qua các sự kiện lớn của du lịch Quảng Nam, Việt Nam, giờ Nam Hải đã khẳng định được vị thế của mình, để lại những ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Một Lipel Hà My Spa Resort ấm cúng và quyến rũ với cách thiết kế, trang trí mang đậm dấu ấn ngôi nhà Việt. Lipel Hà My đã tạo cho du khách cảm giác yên bình, thanh thản. And what's your name? Matthew. And your name? Bethan. And where are we from? Well, England. England, but where do we live? China. Well, we think the La Bellamy is a very relaxed and very cool place. We love the pool, we love the beach, and we've had a cool time, haven't we, guys? Yeah. We've enjoyed coming to Hội An very much. It is a very nice place. Yes. Very interesting heritage, and we very much enjoyed the atmosphere. Yeah. I hope very soon. Can you arrange for that? Yeah. Next week would be good. Yeah. Ở điểm đón đầu con đường du lịch biển Đà Nẵng - Quảng Nam là khu đô thị Bồng Lai sang trọng và sân golf Montgomery Links Việt Nam đầy hấp dẫn. Nếu Montgomery Links là một không gian động rộng lớn với những đồi cỏ xanh mướt, những hố cát phơi mình và những đường golf kỹ xảo điệu nghệ, thì Bồng Lai là chốn yên bình để nghỉ ngơi, thư giãn. Khu đô thị Bồng Lai đã đem lại cho khách cảm giác tuyệt vời như chính tên gọi của nó. Chỉ là một vùng đất nhỏ, nhưng Điện Bàn có đủ các yếu tố sông, biển, đất đai đa dạng, lại điểm xuyến bởi đồi bồ bồ lộng gió.
vùng đất cát phía đông bao năm khô cằn nóng bỏng, nay đã san sát nhà cửa khang trang và các khu công nghiệp nhộn nhịp thay ca. Vùng hạ lưu các dòng sông với những khu vườn xanh mướt, những cánh đồng lúa triệu bông. Hướng về phía tây, đồi Bồ Bồ vắt ngang qua xã Điện Tiến với con đường mòn ngoằn nghèo vi vút thông reo, những quần thể di tích thấp thoáng là một trong những điểm du lịch sinh thái đầy triển vọng. Đặc biệt, không thể tách rời vùng đất Điện Bàn với dòng Thu Bồn xanh mát và các dòng sông Vĩnh Điện, Thanh Quyết, Bầu Sấu, Cổ Cò. Các dòng sông như những mạch máu quyện chặt với đất đai, tỏa đi khắp cơ thể các làng xã. Dòng Thu Bồn mênh mang, phù sa lắng động, sinh thành vùng đất Gò Nổi như tinh hoa đất trời ban tặng. Đến với Điện Bàn, thả thuyền dọc các dòng sông, du khách như được hòa với sông nước, trời mây, cùng ru mình trong các câu hò, điệu lý. Ngược dòng Câu Lâu, thuyền sẽ đưa du khách về với vùng quê Gò Nổi, địa linh nhân kiệt. Hay xuôi thuyền về Cửa Đại, sẽ bắt gặp khu du lịch sinh thái nhà vườn chim Tây. Không gian mở khu du lịch nhà vườn chim Tây sẽ là bản hòa ca giữa con người và thiên nhiên, tạo nên mối quan hệ gần gũi giữa du khách và người dân bản địa. Tôi là cái người đi nước ngoài, tôi là người đi du học rồi trở lại mà lâu lắm, 35 năm sau mới trở lại đó. Thì khi tôi về đó là tôi muốn giới thiệu cái bụi tre, cái đường sông với cái làng cho người bạn của tôi là người nước ngoài. Là tôi hiểu cái người nước ngoài khi họ về Việt Nam, họ tìm cái gì? Họ tìm cái làng, họ tìm một cái sông, họ tìm cái bụi tre. Đó. Thì cái đó là cái ý tưởng. Thì khi mà cũng tình cờ tôi cũng như là tôi ghé qua cái bờ Chim Tây đó, tôi lạc đường về tới làng Chim Tây, thì tôi thấy rõ ràng là cái chỗ này là cái điểm như vậy đó, có sông, có tre, có làng. Thì hai năm sau thì mình nghĩ là mình có thực hiện cái ý tưởng đó một cách cũng vừa ý. Vùng đất Điện Bàn trù phú còn được mệnh danh là đất trăm nghề. Các làng nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp được chú trọng phát triển. Các doanh nghiệp đã nhanh chóng nắm bắt nhu cầu thị hiếu thị trường để tạo nên những sản phẩm du lịch níu chân du khách. Những nghệ nhân Điện Bàn đã tạo dựng được tiếng vang trong các lần đem chuông đi đánh xứ người. Làng đúc đồng Phước Kiều với những âm thanh vang vọng. Một Lê Đức Hạ với khúc biến tấu đất nung. Một Nguyễn Văn Tiếp với nghề chạm khắc gỗ truyền thống. Một Âu Lạc với những sản phẩm đầy triết lý nhân sinh. Làng nghề mây tre Phú Bông, Phong Thử với những sản phẩm tinh xảo và tiện lợi. Các làng nghề ẩm thực ở Điện Bàn cũng là những địa chỉ văn hóa du lịch đặc sắc. Các đặc sản bánh tráng, mì phú chim hay bê thui cầu móng đã trở thành nét độc đáo của văn hóa ẩm thực Điện Bàn, xứ Quảng. Du lịch, văn hóa, lịch sử, cách mạng với tâm điểm là Bảo tàng Điện Bàn trong những năm qua đã đón chào hàng ngàn lượt khách. Bảo tàng Điện Bàn với vị trí thuận lợi nằm trong khuôn viên di tích thành tỉnh Quảng Nam trên tuyến đường nối liền Hội An, Mỹ Sơn với hơn 1.500 hiện vật văn hóa, lịch sử, cách mạng phong phú. Hiện nay bảo tàng đang trùng tu xây dựng và sẽ tiếp tục mở rộng khuôn viên với các hạng mục vườn tượng danh nhân, khu nhà cổ. Trong một tương lai không xa, Bảo tàng Điện Bàn sẽ trở thành một điểm dừng chân lý thú cho du khách gần xa. Việc duy trì phát triển các lễ hội dân gian thành hoạt động văn hóa du lịch được chú trọng. Tiêu biểu là lễ hội Thanh Minh ở Điện Quang, hàng năm thu hút hàng ngàn lượt khách đến với vùng đất Gò Nổi, địa linh nhân kiệt. Tộc họ, kể cả người dân của Điện Quang, rất tự hào cho cái lễ hội Thanh Minh truyền thống uống nước nhớ nguồn. Thì chúng tôi là những người đại diện cho tộc thì rất phấn khởi, hoan nghênh và mong muốn được duy trì cái lễ hội liên tục như thế này để ghi công đức lại của ông bà ta để lại cho con cháu sau này, phát huy cái truyền thống đó, đại diện cho những người dân dân tộc làng Bảo An nói chung thì rất phấn khởi và mong muốn lễ hội càng ngày càng phát triển thành công hơn.
ngoài ý nghĩa duy trì và định hướng sinh hoạt dòng tộc theo góc độ văn hóa tâm linh, lễ hội đã trở thành tiếng gọi hiệu triệu nhiều tấm lòng nhiệt tâm chung tay đóng góp xây dựng quê hương. Chú là Phan Minh Tâm. Chú sinh ra và lớn lên ở cái đất Bảo An này, và chú đi kháng chiến từ năm 46 và năm 54 thì chú đi tập kết ra Bắc. Năm 75 chú về lại đây và chú vào Sài Gòn công tác cho đến ngày hôm nay, và cứ hàng năm vào cái dịp Thanh Minh chú lại về quê để gọi là cái tảo mộ, về viếng mấy cái mộ liệt sĩ ở tại xã nhà. Với cái tấm lòng của cái người con xa quê hương thì bao giờ về dự cái lễ này với trước tiên với cái lòng thành kính, tỏ lòng biết ơn tiền nhân, và sau nữa là gặp bà con họ hàng quen biết và có những cái điều gì trăn trở ở địa phương mà mình với tư cách là người con mình vận động cho bà con ở xa, ở Sài Gòn, ở ngoài tỉnh, ở nước ngoài có cái gì đóng góp cho bà con thì cái lòng của chú là tâm nguyện là như thế. Ngày mai các tộc họ là làm lễ thanh minh thì bà con xa gần ở trong nước, ở ngoài nước đều tập họp về để làm lễ thanh minh ở các cái dòng tộc. Chú rất mong rằng cái ngày hội thanh minh này nó sẽ thành cái ngày hội truyền thống của cái làng của chú, của cái xã của chú, và nhân rộng ra để cho cả cái nước chúng ta biết cái ngày thanh minh này để mà về hướng những người đã khuất vì đất nước, vì quê hương, vì dân tộc, để chúng ta tự tôn dân tộc và tưởng nhớ những người đã khuất. Tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch Điện Bàn thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện là rất lớn. Điện Bàn là một cái vị trí rất đặc biệt trong cái phát triển du lịch Quảng Nam, nói chung phát triển miền Trung nói chung mà Quảng Nam nói riêng đó, là Điện Bàn là một cái huyện ở giữa thành phố Đà Nẵng và đô thị Hội An. Đó. Điện Bàn mà ở giữa hai cái trung tâm đó sẽ có một cái vai trò rất quan trọng, không phải du lịch thành phố như Đà Nẵng, không phải du lịch di sản văn hóa như Hội An, nhưng mà cái du lịch nông thôn. Tuy nhiên, so với các địa phương lân cận như Hội An, Đà Nẵng, Duy Xuyên, công tác phát triển du lịch ở Điện Bàn vẫn còn là một bài toán khó. Nhiều chủ đầu tư còn do dự trước cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập. Nhận thức trong nhân dân, trong các cơ sở làng nghề về du lịch, về cách thức làm du lịch chưa cao. Một biểu trưng cho du lịch Điện Bàn vẫn chưa hình thành. Có thể nói nó có ba loại vấn đề khó khăn đi. Cái vấn đề khó khăn thiên nhiên á, là cái điểm này là một cái điểm lụt, nghĩa là cái điểm dữ dội. Những vấn đề kỹ thuật thì làm sao mà tạo cái điều kiện cho khách du lịch về sinh hoạt tại một cái làng nông thôn Việt Nam, cái đó là một cái bài toán không phải dễ như vậy. Cái vấn đề thứ ba đó, tôi nghĩ đó là nó khó hơn, nhưng mà trong quá trình phát triển đó là cái gì mà tôi vừa nói, có nghĩa là bụi tre, nghĩa là làng, nghĩa là sông đang biến mất. Mình đang mắc cái đó không phải bởi vì mình phát triển, nhưng mà trong cái quá trình mình đang phát triển, một số giá trị như vậy đang biến mất.
Tuy vậy, đảng bộ và nhân dân huyện Điện Bàn vẫn xác định và quyết tâm đầu tư cho du lịch, xem đây là một trong những mũi nhọn để thúc đẩy sự phát triển chung của huyện nhà. Để chuyển dịch mạnh cái cơ cấu kinh tế của Điện Bàn theo cái hướng công nghiệp thương mại dịch vụ từ nay đến 2015, và cái định hướng chung của huyện Điện Bàn từ sau năm 2015 có thể là chuyển cái cơ cấu kinh tế theo cái hướng thương mại dịch vụ du lịch và công nghiệp. Như vậy là để thực hiện được cái mục tiêu này thì đẩy mạnh cái mảng du lịch ấy, là một trong những cái lĩnh vực mà sẽ đẩy mạnh cái tốc độ tăng trưởng trong những cái năm đấy. Điện Bàn là một cái huyện có lợi thế, có nhiều cái tiềm năng để phát triển du lịch, du lịch làng nghề, du lịch văn hóa truyền thống, du lịch sinh thái. Trong du lịch sinh thái thì có du lịch sinh thái sông nước, nhà vườn. Điện Bàn, vùng đất giàu phẩm vật như nhận định của Lê Quý Đôn từ những năm đầu thế kỷ 16, một thủ phủ của xứ Đằng Trong thế kỷ 17-18, vùng đất trung dũng kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, vùng đất anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Điện Bàn đã và đang tiếp nối, phát huy những giá trị tinh hoa của đất và người, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trên con đường đi lên ấy, du lịch, ngành công nghiệp không khói đóng một vai trò thiết yếu. Kỳ vọng về một Điện Bàn giàu bản sắc được chú ý trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới là tâm huyết của tất cả những người đã và đang yêu mến vùng đất này. Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời. Oh,